Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chiều nay ngày 2 tháng 2, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đi thăm chúc Tết các trí thức tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo sở, ngành địa phương, đơn vị liên quan. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã đến thăm chúc Tết hai trí thức có thành tích xuất sắc trên lĩnh vực khoa học và công nghệ là Đại tá Tiến sĩ Khương Duy Oanh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và Kỹ sư Nguyễn Trọng Thấu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Delta, huyện Hoàng Hóa. Năm 2023, tham dự Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Kỹ sư Nguyễn Trọng Thấu đã có công trình hoàn thiện công nghệ sản xuất bóng đá đạt tiêu chuẩn FIFA từ vật liệu da nhân tạo, đạt giải bạc, không có giải vàng. Đại tá Khương Duy Oanh có công trình thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh, được tặng giải đồng. Đây là những công trình có giá trị khoa học, công nghệ và thực tiễn, được ứng dụng hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong những năm qua, trên cương vị công tác của mình, Đại tá Khương Duy Oanh và Kỹ sư Nguyễn Trọng Thấu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân mong muốn trong thời gian tới, Đại tá Khương Duy Anh và Kỹ sư Nguyễn Trọng Thấu tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc Tết gia đình thầy Nguyễn Hoàng Hà, giáo viên môn vật lý, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn từ năm 2017 đến năm 2023. Thầy Nguyễn Hoàng Hà có 11 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, năm 2023, thầy có một học sinh đạt huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế, một học sinh đạt bằng khen Olympic vật lý châu Á, được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm học 2022-2023. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đào tạo học sinh giỏi của thầy giáo Nguyễn Hoàng Hà, góp phần để trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và tỉnh Thanh Hóa giữ vững vị trí top đầu cả nước trong giáo dục mũi nhọn, giữ gìn và tô thắm thêm truyền thống khoa bảng, hiếu học của Thanh Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn thầy giáo Nguyễn Hoàng Hà tiếp tục nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, ngành giáo dục và đào tạo quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà giáo phát huy tài năng, tâm huyết cho công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Trước thềm năm mới Giáp Thìn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc các trí thức cùng gia đình đón một năm mới an khang, thịnh vượng, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.